con gái Hồ Ngọc Hà học nấu ăn, bộc lộ khả năng nữ công gia chánh từ tấm bé. Hồ Ngọc Hà có cách nuôi dạy con gái cực khéo khi cùng nhóc tì vào bếp. Năm 2020, Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh cặp song sinh Lisa, Leon. Sự kiện này từng một thời gây xôn xao cõi mạng bởi sau khi nữ ca sĩ vượt cạn, cô đã được Kim Lý chủ động cầu hôn tại bệnh viện. Trái ngược với việc ra sức giấu kín con trai đầu lòng là Subel, nữ hoàng giải trí khá thoải mái khi khoe hai con út ở trên mạng xã hội. Vợ chồng người đẹp còn tạo một số tài khoản để đăng tải những hình ảnh liên quan đến các con. Hồ Ngọc Hà dạy con gái học nấu ăn. Ái nữ bộc lộ sự khéo léo ngay từ bé. Trên tài khoản mạng xã hội của các con, mới đây Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình nấu ăn của bé Lisa. Dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ đã mua sắm riêng cho con gái một bộ nấu ăn riêng dành cho cô bé, và nhóc tì cũng rất chăm chú thể hiện khả năng nữ công gia chánh. Sau khi bé Lisa hoàn thành xong món ăn, Hồ Ngọc Hà đã chủ động hỏi con gái, con thấy vị như thế nào, có ngon không? Nhóc tì đáp, vị hơi ngon. Ngay sau đó nữ ca sĩ còn khuyến khích con, hơi ngon thôi à, chưa ngon lắm à. Thế lần sau mình cố gắng nấu ngon hơn nhá. Phương pháp nuôi con cực khéo của Hồ Ngọc Hà. Kể từ khi có cặp song sinh Lisa, Leon, Hồ Ngọc Hà trở nên cởi mở hơn trong việc nuôi dạy con. Trong cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ thường đưa các con đi chơi để dàn nhóc tì tự trải nghiệm, khám phá cuộc sống. Khi trả lời bình luận của một khán giả, người đẹp từng cho biết cô ưu ái việc con học tiếng Việt trước khi học thêm ngoại ngữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.